Xin kính chào quý vị khách hàng và nhà đầu tư của VNREX tham gia chương trình nhịp đập thị trường ngày 4 tháng 11 ngày hôm nay. Em xin giới thiệu, em tên là Phương Nguyên, là chuyên viên của trung tâm tư vấn đầu tư ở VNREX, và đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta có anh Nguyễn Văn Linh, là chuyên gia phân tích của trung tâm tư vấn đầu tư của VNREX, sẽ giúp chúng ta giải đáp những cái thắc mắc cũng như là câu hỏi về cổ phiếu, cơ hội đầu tư, như là xu hướng ngành hay là diễn biến của thị trường. Trước khi được bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì em xin được chia sẻ khóa học trực tuyến D-Trade, là khóa học mới nhất của VNDirect. Như các chị có thể thấy trên màn hình ở đây, khóa có thể giúp các nhà đầu tư tìm kiếm những cơ hội đầu tư tốt, có hiệu suất cao ở trên thị trường. Các nhà đầu tư có thể nhận được chứng chỉ đào tạo Trader Pro sau khi tham gia khóa học với cả các chuyên gia phân tích của VNDirect. Em xin phép được để được link đến dacademy.vndirect.com.vn để các anh chị có thể tìm hiểu thêm về cái khóa học mà VNDirect đang hiện đang chạy, giúp các nhà đầu tư có thể nâng cao khả năng giao dịch của mình. Như thường lệ thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta là sẽ bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất sẽ là điểm qua lại diễn biến của thị trường ngày hôm nay. Sau đó là phần nhận định của chuyên gia về diễn biến thị trường, xu hướng của một số nhóm ngành cũng như là một số cổ phiếu nổi bật. Và phần cuối cùng sẽ là phần hỏi đáp với cả chuyên gia. Em xin phép bắt đầu phần đầu tiên của ngày hôm nay, đó là phần điểm qua thị trường. Như anh chị có thể thấy trên màn hình của em ở trên đây thì VN Index hôm nay của chúng ta là đã có một phiên tăng điểm nhẹ, tăng 4 điểm để Index lên được mốc 1.448 điểm cho ngày hôm nay. Thanh khoản ngày hôm nay mặc dù không là nhỏ so với hôm qua nhưng vẫn là một mức cao hơn rất là nhiều nếu chúng ta so với thời điểm cách đây khoảng 1-2 tháng, khi mà thanh khoản tiếp tục duy trì ở trên mức 1 tỷ đô một phiên. Trong hôm nay là Index đã đạt đến 27.800 tỷ đồng. Phiên hôm nay chúng ta có thể thấy được là có 264 mã tăng, 41 mã tham chiếu và 186 mã giảm. Tức là chúng ta có thể nhìn rõ ở đây, nếu chúng ta nhìn trên đồ thị của Index ở bên tay trái màn hình, chúng ta có thể thấy là áp lực bán xuất hiện khá là mạnh ở buổi sáng, khi chúng ta có thể thấy là Index giảm điểm và khối lượng cũng gia tăng lớn, để cho thấy được là một số áp lực bán phiên buổi sáng là khá là lớn. Nhưng sau đó thì đến sau 10 giờ sáng là nhịp bên mua là đã chiếm lại ưu thế, khiến cho Index là tăng điểm nhẹ. Nhưng sau đấy thì bên mua và bên bán khá là giằng co, và xu hướng này tiếp diễn cho đến 1 giờ chiều thì lúc đấy là bên mua đã chiếm ưu thế lại. Nhưng bên bán cũng có lúc đến 2 giờ chiều là họ đã chiếm lại một chút ưu thế, khiến cho chỉ số Index hôm nay của chúng ta là chỉ đóng cửa tăng điểm 4 điểm để đóng cửa mức 1.448 điểm trong ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn vào các nhóm dẫn dắt thị trường thì chúng ta có thể thấy hôm nay cổ phiếu dẫn dắt thị trường tốt nhất lại là một cổ phiếu midcap, cổ phiếu ROS, chứng khoán Tiên Phong Bank, với mức đóng góp 1.6 điểm vào mức tăng chung của Index. Sau đấy là một số các mã ngân hàng khác, ví dụ như là BIDV hay là SHB. Một cổ phiếu chứng khoán khác hôm nay cũng đóng góp rất là tốt vào mức tăng của VN Index, đó là cổ phiếu VND, đóng góp 0.47 điểm và đã tăng. Chiều ngược lại, chúng ta có thể thấy là GAS là cổ phiếu đóng góp tiêu cực nhất vào Index ngày hôm nay, làm giảm 1.46 điểm. Ngoài ra thì một số các cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh trong ngày hôm qua như là Công Thương, Techcombank hay là VPBank hay là MB, ACB là đóng góp vào cái mức giảm chung của Index, để cho thấy được là sau khi tăng mạnh ngày hôm qua thì ngân hàng có một số cổ phiếu đã bắt đầu xuất hiện một chút gọi là giằng co. Thanh khoản thì như em cũng đề cập ở trước, đó là việc thanh khoản hôm nay thấp hơn phiên hôm qua khá là nhiều. Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý việc là hôm qua là phiên thanh khoản lịch sử, mặc dù nên là cái việc thanh khoản ngày hôm nay duy trì ở trên mức 20.000 tỷ, tiếp tục ở mức cao 26.000 tỷ, tức là hơn 1 tỷ đô, là một điều khá là tích cực đối với cả Index. Nếu chúng ta nhìn vào độ rộng thị trường ở đây thì chúng ta có thể thấy được là hoàn toàn là buổi sáng là áp lực là bên mua là đã có lúc chiếm ưu thế khá là mạnh lúc vừa mở cửa, nhưng sau đấy thì bên bán bắt đầu chiếm ưu thế lại. Mặc dù vậy thì đến sau 10 giờ 20 là bên mua là bắt đầu lại thắng thế so với cả bên bán, và xuống này tiếp diễn cho đến hết phiên ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ khối ngoại thì chúng ta có thể thấy phiên hôm nay là một phiên bán dòng nhẹ của khối ngoại. Khối ngoại bán mạnh nhất ở đây chúng ta có thể thấy là cổ phiếu PAN bán dòng gần 460 tỷ. Ngoài ra thì SSI cũng bị bán dòng 190 tỷ, hay là VRE bán dòng 45 tỷ. Ở chiều ngược lại thì khối ngoại mua dòng vào Vinhome 61 tỷ, Hòa Phát gần 20 tỷ, hay là quỹ ETF VN Diamond 53 tỷ. Công Thương cũng đã mua dòng 68 tỷ trong ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn vào thống kê thị trường ở đây thì chúng ta có thể thấy hôm nay
Một số các cổ phiếu tăng điểm tốt là đến từ nhóm ngành chứng khoán. Chúng ta có thể thấy đây là cổ phiếu ORS, BSC, CTS. Hay là không xuất hiện ở đây là cổ phiếu VND, là các cổ phiếu chứng khoán đều tăng trần trong ngày hôm nay, để cho thấy được là dòng tiền thật sự là đang chảy vào cổ phiếu dòng chứng khoán. Nếu chúng ta nhìn theo biểu đồ chỉ số ngành ở đây, chúng ta có thể thấy là ngành bất động sản ngày hôm nay có giá trị giao dịch khá là lớn, 4.677 tỷ đồng. Và bất động sản ngày hôm qua là có diễn biến giao dịch khá là tiêu cực, nhưng hôm nay thì một số cổ phiếu bất động sản cũng đã hồi phục khá là tốt. Nhóm tài chính ở đây thì chúng ta có thể thấy là các ngân hàng hôm nay là đã diễn ra áp lực bị bán khá là mạnh ở một số ngân hàng như là VPBank hay là Techcombank hay là MB. Thì chúng ta có thể thấy là giảm điểm nhẹ về mức 1.570 điểm cho cái chỉ số ngành tài chính này. Hôm nay chúng ta có thể thấy là VN30 là trải qua một cái phiên giảm điểm nhẹ, giảm 2 điểm để về mức 1.528 điểm ở đây. Thanh khoản thì cũng thấp hơn hôm qua khá là nhiều, khi mà thanh khoản hôm nay của VN30 là chỉ đạt khoảng 8.600 tỷ thôi. Nếu chúng ta nhìn cụ thể thì hôm nay có cổ phiếu SSI là cổ phiếu tăng điểm khá là tốt, tăng 3,1% lên 43. Sau đó thì BIDV cũng là ngân hàng hiếm hoi trong nhóm VN30 hôm nay tăng điểm, tăng 2,2%. Hầu hết là các ngân hàng ở trong nhóm VN30 hôm nay là có phiên giảm điểm sau khi có một phiên khá là tích cực ngày 3 tháng 11 ngày hôm qua. ACB là giảm 1% ngày hôm nay, HDBank giảm 0,6% hay là MB giảm 0,9%. Nhóm trụ thứ hai ở trong VN30 là nhóm Vingroup, chúng ta có thể thấy là VRE hay là Vinhomes hay là cổ phiếu VIC của Vingroup cũng giảm điểm nhẹ trong ngày hôm nay. Nhóm thứ ba là nhóm thực phẩm đồ uống, thì chúng ta có thể thấy là Vinamilk hôm nay tăng nhẹ lên 88.4. Sapeco sau khi là có cái đà tăng rất là mạnh thì đang có dấu hiệu điều chỉnh, hôm nay giảm 0,5% về 171.8. Và Masan là có một phiên tăng khá là tích cực, tăng 1,6% để đóng cửa mức 147.9 trong ngày hôm nay. Vừa rồi cũng là kết thúc phần tổng hợp thị trường, diễn biến thị trường ngày hôm nay của em ạ. Em cũng xin phép được nhận lại mic về phần phân tích chuyên gia cho anh Linh. Xin mời anh Linh. Xin chào anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại anh chị trong cái buổi nhịp đập thị trường trong phiên ngày hôm nay. Thì bạn Khôi đã vừa chia sẻ với anh chị về cái diễn biến thị trường sau cái phiên dịch hôm nay. Phiên ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chứng kiến một cái phiên cái thanh khoản trên toàn thị trường khá tích cực, khi VN Index duy trì được cái thanh khoản gần 28.000 tỷ trong phiên ngày hôm nay. Thì đây cũng cho tiếp tục cho thấy chúng ta thấy rằng là sau một cái phiên khớp lệnh cái giá trị giao dịch lớn nhất trong lịch sử, thì phiên này tiếp tục duy trì được cái tạo thanh khoản gia tăng. Về góc nhìn về mặt phân tích kỹ thuật trong phiên ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn qua về các chỉ số VN Index. VN Index anh chị có thể thấy rằng là chỉ số này sau cái phiên ngày hôm qua là cái phiên mà giảm, cái phiên giảm khá là mạnh ngày hôm qua. Khối lượng giao dịch gia tăng, thì phiên ngày hôm nay chỉ số VN Index đang hồi phục trở lại, tăng 0.3% trong phiên ngày hôm nay. Thanh khoản thì tiếp tục duy trì ở trên mức trung bình của 20 phiên. Còn mặc dù so với phiên ngày hôm trước đó thì giảm khá mạnh, thì điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì phiên ngày hôm qua là một cái phiên mà các cổ phiếu mid cap bị và small cap bị chốt lời khá mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Có những cổ phiếu mà như đích tổng này, cổ phiếu bị bán rất mạnh. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay cái thanh khoản chúng ta vẫn tiếp tục duy trì ở trên cái trung bình của 20 phiên, nó vẫn là tích cực chứ chưa có dấu hiệu gì cả. Và nếu chúng ta nhìn về cái góc nhìn về kỹ thuật thì cái mốc 1.420-1.425 điểm hiện tại nó sẽ là cái vùng hỗ trợ của chỉ số VN Index, khi mà chỉ số đã vượt qua vùng này và đang trong quá trình retest lại cái vùng đỉnh đã vượt. Do đó thì góc nhìn ngắn hạn của chỉ số Index đến thời điểm hiện tại thì cũng vẫn duy trì ở cái tín hiệu tích cực chứ chưa có cái gì đáng ngại ở thời điểm hiện tại. Nhìn sang nó có phiên vốn nó lớn, VN30 ngày hôm qua là cái phiên chúng ta chứng kiến một cái phiên mà khối lượng rất là lớn ở nhóm này, đặc biệt là những cổ phiếu ngân hàng rất là tích cực trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Phiên ngày hôm nay thì VN30 đóng cửa giảm nhẹ 0.2%, thanh khoản đấy cũng giảm trong phiên ngày hôm nay dưới trung bình của 20 phiên. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi ạ, bởi vì ngày hôm qua là VN30 có cái đã tăng khá là tốt hơn 9 điểm phiên ngày hôm qua, trong khi đó thì VN Index thì giảm điểm, thì phiên ngày hôm nay thì ngược lại, VN Index tăng điểm thì VN30 lại lại
lại giảm điểm trở lại, và cái nến giảm của chỉ số VN30 ngày hôm nay thì cũng khá thấp. Nhìn về VN30 thì chúng ta vẫn cái quan điểm thì vẫn không có gì thay đổi, khi mà nhóm này vẫn chưa vượt được qua được cái đỉnh ngắn hạn trước đó đã tạo tháng 7. Đó, do đó thì nhìn chung các cổ phiếu trong nhóm VN30, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng, thì cần duy trì được một cái tín hiệu nó tích cực hơn trong thời gian tới, thì khi đó chúng ta mới có thể kỳ vọng được nhóm VN30 có thể vượt đỉnh ngắn, vượt đỉnh đã tạo đầu tháng 7 và tiếp tục một cái xuống tăng giá. Tức là VN30 nhìn về góc nhìn kỹ thuật, về mặt xu hướng thì VN30 vẫn đang trong một vùng gọi là không có xu hướng, và chúng ta VN30 chỉ xác nhận là xuống tăng khi mà vượt qua cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đâu đó quanh 1.550 điểm của chỉ số VN30. Về các nhóm ngành chính trong phiên ngày hôm nay thì nhóm ngành chứng khoán là một cái nhóm ngành rất là tích cực trong phiên ngày hôm nay, có thể kể đến là VND. VND là một cổ phiếu chứng khoán mà gần như là mạnh nhất, như nếu anh chị có tham gia chương trình thì tuần vừa rồi thì chúng ta cũng có trao đổi. VND là một cổ phiếu đã vượt đỉnh sớm nhất trong nhóm cổ phiếu chứng khoán. Tất nhiên mình đang nói đến cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm chứng khoán, và phiên này là phiên mà VND đóng cửa mức giá trần, có những cái lực mua dư mua giá trần trong phiên ngày hôm nay khá là tích cực. Thanh khoản của cổ phiếu này tiếp tục duy trì tích cực khi mà duy trì trên trung bình của 20 phiên. VCI cũng thế, VCI cũng là một cái trạng thái cũng rất là tích cực trong phiên ngày hôm nay, khi mà cổ phiếu tiếp tục duy trì được cái đà tăng giá trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Cổ phiếu này tăng hơn 5%. Thanh khoản cũng tích cực trên trung bình của 20 phiên. FTS là ba cổ phiếu mà chúng ta đã nói đến khá nhiều trong cái các chương trình vừa rồi, đúng không ạ? Cổ phiếu này vượt đỉnh và tiếp tục duy trì được cái đà tăng, thanh khoản cũng rất là tích cực. Thì đây đang ra ba cổ phiếu mà khỏe nhất trong nhóm chứng khoán. Còn SSI thì hôm nay có khá nhiều các nhà đầu tư có hỏi Linh về việc là tại sao SSI lại tăng rất là yếu trong khi các cổ phiếu khác như VD hay là FTS hay là VCI tăng rất là mạnh. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi, bởi vì nếu mà nhìn vào góc nhìn kỹ thuật thì anh chị sẽ thấy rằng là SSI đang trong một cái vùng tích lũy này, vùng tích lũy đâu đó từ 38 cho đến vùng giá 45, và hiện tại cổ phiếu này chưa vượt qua được cái vùng giá này. Do đó thì ít nhiều nếu là các nhà đầu tư mà giao dịch thuần góc nhìn về mặt kỹ thuật thì họ sẽ chờ những cái phiên mà nó xác nhận vượt vùng giá 45 này, thì khi đó cái lực cầu nó vào mạnh ở cổ phiếu này. Chính vì thế mà tại sao những cổ phiếu đã vượt đỉnh trước đó như là VND, VCI hay là FTS tăng rất là mạnh trong những cổ phiếu như SSI này, hay rồi HCM. Chúng ta nhìn thấy cái đà tăng của nó không được tích cực bởi vì các cổ phiếu này đang giao dịch ở dưới vùng đỉnh. Trước đó vẫn còn cái cản. Do đó thì cái lực cầu họ cũng chưa đủ tự tin để họ mua vào cái thời điểm mà nó đang khá sát cái vùng đỉnh ngắn hạn này. Đó thì đó là cái lý do tại sao mà những cổ phiếu SSI, HCM nó không được tích cực bằng các cổ phiếu đã vượt đỉnh. Do đó thì trong chương trình này thì các chuyên gia cũng luôn hướng anh chị tới việc là chúng ta cố gắng lựa chọn những cổ phiếu mà nó khỏe nhất ở trong ngành, những cổ phiếu mà đã vượt đỉnh ngắn hạn để chúng ta tham gia, chính là vì cái lý do đó. Nhóm ngân hàng trong phiên ngày hôm nay thì có điều chỉnh nhẹ để chúng ta nhìn trường hợp của Techcombank. Techcombank thì anh chị có thể để ý thấy Techcombank đã có một cái đỉnh ngắn hạn đâu đó quanh vùng giá 54, và phiên ngày hôm qua thì đến phiên ngày hôm nay cổ phiếu đã chạm cái vùng này và điều chỉnh, thì nó cũng hoàn toàn bình thường thôi. Cái phiên điều chỉnh của Tech hôm nay thì chỉ có 0.7% và khối lượng điều chỉnh của Tech ngày hôm nay cũng khá là thấp. Do đó thì đây được coi là cái phiên điều chỉnh hoàn toàn bình thường. Và tích cực nhất ấy, thì Tech có thể điều chỉnh trở lại và giữ quanh cái vùng giá này một thời gian. Thì khi đó nó có cái phiên mà xác nhận cái phiên mà vượt cái vùng 54 này, nó chính là cái điểm rất là thích hợp để chúng ta có thể giải ngân cho những anh chị nào mà đang quan tâm đến cổ phiếu Techcombank. Tức là chúng ta chờ một vài phiên nó tích lũy quanh cái vùng giá này, sau một cây nến mà tăng mạnh này, thì một hai phiên nó tích lũy đây và nó có một phiên xác nhận vượt vùng 54, thì đó chính là cái phiên rất tốt để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào cho những anh chị nào mà quan tâm đến Techcombank. Trường hợp của Bit là trường hợp khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay. Chúng ta nhìn thấy Bit là cổ phiếu mà đã có đến 4 phiên tăng liên tiếp, trong đó có những phiên mà cái thân nến của Bit khá là dài, và cái khối lượng giao dịch, anh chị lưu ý khối lượng giao dịch trong vài phiên trở lại đây có dấu hiệu gia tăng trở lại khá là tích cực. Thì Bit, nếu chúng ta nhìn về góc độ phân tích kỹ thuật thì Bit của chúng ta nếu nhìn dài ra thì chúng ta nhìn thấy vẫn trong một cái vùng gọi là đi ngang thôi, đúng không ạ?
chưa có một cái trong khi đó các cổ phiếu khác đã vượt đỉnh hết rồi, thì BID đang trong vùng đi ngang này thôi. Tuy nhiên thì cái trạng thái của BID trong ngắn hạn ở thời gian gần đây thì cũng khá đáng quan tâm, khi mà chúng ta nhìn thấy cái mức độ tăng giá và cái yếu tố của dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại. Thì như hôm qua Linh có trao đổi với anh chị ấy, thì BID đang xin ý kiến của cổ đông để phát hành tăng vốn, trong đó có phát hành 8,5% để có thể phát hành riêng lẻ hoặc phát hành cho cổ đông hữu để tăng vốn. Thì đây chính là một cái câu chuyện cũng khá là hấp dẫn của BID trong thời gian tới. Do đó anh chị nào mà quan tâm đến cổ phiếu BID thì chúng ta có thể quan sát diễn biến cổ phiếu này trong một vài phiên giao dịch tới để chúng ta tìm xem có điểm để chúng ta mua vào cho cổ phiếu này không. Công thương thì phiên ngày hôm nay là cái phiên mà cái nền đóng cửa của công thương là giảm hơn 1%. Tuy nhiên thì cái khối lượng giao dịch của công thương anh chị so sánh với những cái phiên tăng trước đó thì nó chỉ bằng một nửa khối lượng so với phiên tăng thôi. Thì phiên giảm hôm nay thì nó cũng chưa có cái gì đó nó tiêu cực cổ phiếu này cả. Thêm đó thì cổ phiếu nó có một cái vùng mà trước đó Linh trao đổi với anh chị đây, vùng giá quanh 33 này. Thì là cái vùng mà cái đỉnh trước đó nó đã tạo hội đỉnh hồi phục để tạo thiết lập một cái đáy sau thấp hơn, thì vùng này sẽ là về mặt lý thuyết vùng này sẽ là vùng cản của công thương trong ngắn hạn. Do đó thì cái việc cổ phiếu nó điều chỉnh một hai phiên ở vùng này cũng toàn bình thường thôi. Đó. Những trường hợp như STB thì các cổ phiếu ngân hàng STB chúng ta thấy cũng đang khá là xa cái đỉnh, đúng không ạ? Khá xa đỉnh. Và cổ phiếu cũng vừa thoát khỏi được cái vùng đây, cái vùng này. Đó, khó thoát khỏi vùng này thì cổ phiếu điều chỉnh trở lại trong phiên ngày hôm nay, khối lượng khá là thấp thì cũng chưa có vấn đề gì ở cổ phiếu này cả. Và chúng ta có cơ sở chúng ta quan sát thôi. Thực ra giao dịch nhóm cổ phiếu ngân hàng trong phiên vừa qua, hôm qua là một cái phiên chúng ta khá bất ngờ, thực sự là khá bất ngờ với cái sự trở lại khá là mạnh mẽ của cổ phiếu ngân hàng trong phiên dịch hôm qua. Tuy nhiên chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần một cái sự duy trì, tức là tiếp tục duy trì được cái đà tích cực trong nhóm banh ở những cái phiên sắp tới thì nó mới có một cái tín hiệu nó đáng tin cậy. Còn nếu mà chỉ một phiên sau đó là cổ phiếu cứ lụi dần, cứ giảm dần ấy, thì nó không có giá trị nhiều cho mặt thị trường. Do đó thì anh chị nên quan tâm kỹ đến nhóm cổ phiếu ngân hàng trong một vài phiên sắp tới, xem cái cổ phiếu nhóm này nó có sớm trở lại thời gian tới không. Thì nếu mà cổ phiếu này mà sớm trở lại thì thị trường của chúng ta nó sẽ vững hơn rất nhiều. Về nhóm cổ phiếu ngành thép thì Hòa Phát, hôm nay chúng ta thấy Hòa Phát có phiên hồi phục trở lại, Hòa Phát tăng nhẹ trong phiên ngày hôm nay hơn 1%, nhưng mà nhìn về khối lượng giao dịch thì khối lượng khá là thấp, đúng không? Chúng ta thấy là dưới trung bình của 20 phiên và thậm chí là thấp hơn rất nhiều so với các phiên trước đó. Thì cái phiên hồi phục ngày hôm nay của Hòa Phát thì cũng mang tính chất kỹ thuật nhiều hơn thôi, mặc dù về góc nhìn vẫn kỹ thuật nhá. Nhưng Linh vẫn chia sẻ với anh chị trước đó là cổ phiếu vẫn đang rất là đẹp khi mà đang test lại cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đã vượt thôi. Và cái vùng mà 55 điểm, 55 đến 56 này là cái vùng mà chúng ta sẽ quan sát cái diễn biến giá cổ phiếu này xem nó có giữ được vùng này trong thời gian tới không. Và cái đỉnh ngắn hạn của cổ phiếu này đâu đó đang quanh vùng giá 58. Tức là đang giao dịch trong cái vùng giá từ 55 đến 58. Do đó thì anh chị nào mà quan tâm cổ phiếu này chúng ta sẽ quan sát diễn biến trong vùng này để chúng ta chờ cái thời điểm để chúng ta mua vào thôi. Như trạng thái Hoa Sen thì có tiêu cực hơn, thì chúng ta thấy là Hoa Sen hôm nay cũng có hồi phục, khối lượng cũng giống Hòa Phát, khối lượng này khá là thấp. Và cái vùng hỗ trợ ngắn hạn Hoa Sen nó sẽ nằm đâu đó quanh vùng giá 44 này anh chị. Đó, do đó nếu anh chị nào mà đang nắm giữ cổ phiếu Hoa Sen, chúng ta chưa bán ra những cái phiên trước đây này, chúng ta có thể chờ, bởi vì chúng ta có cơ sở là cái vùng hỗ trợ trước đó, tức là nó là cái vùng đỉnh quanh vùng 44 này, là cái vùng mà anh chị có thể kỳ vọng là giá nó hồi trở lại để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta bán ra trong ngắn hạn. Hay Nam Kim. Nam Kim chúng ta thấy trong phiên này có phiên hồi phục, đúng không ạ? Nhưng mà nhìn về góc độ hồi phục thì Nam Kim nay hồi phục không nhiều so với cái phiên giảm ngày hôm qua, và khối lượng giao dịch thì cũng có duy trì gia tăng một chút, đúng không ạ? Nhóm thép thì nhìn chung cá nhân Linh nghĩ rằng ngắn hạn vẫn khá là khó để chúng ta có thể dịch cho nhóm này. Về một vài cổ phiếu trong nhóm bất động sản thì phiên hôm nay các cổ phiếu đều hồi phục trở lại trong một cái phiên giảm mạnh, Nam Long này rồi Đích Tập. Tuy nhiên thì những cái trạng thái này Linh vẫn giữ quan điểm rằng nó chỉ phù hợp cho những anh chị đang nắm giữ thôi. Còn chúng ta mua mới ở của nhóm cổ phiếu này thì chúng ta chưa có cái điểm mua vào ngắn hạn nữa. Nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, trong đó có Kinh Bắc, thì chúng ta đến liên quan chúng ta trao đổi Kinh Bắc. Thì phiên này Kinh Bắc đã bắt đầu test lại cái vùng đã vượt trước đó quanh 1647. Thì đây vẫn là một cái trường hợp mà chúng ta có thể quan sát, bởi vì sao? Bởi vì cổ phiếu đã vượt qua cái đỉnh
ngắn hạn trước đó rồi, và những cái phiên điều chỉnh sắp tới là được coi là quá trình mà cổ phiếu retest lại cái vùng đỉnh thôi. Do đó anh chị quan sát cái diễn biến giá ở cái vùng này để chúng ta cân nhắc có nên mua vào kinh Bắc hay không, hay là những cái trạng thái như là GVR, đúng không ạ? Chúng ta vẫn thấy GVR ngày hôm nay là một cái phiên mà vẫn giữ được cái vùng quanh 39 đến 40 này, thì đây là cái trạng thái mà anh chị có thể quan tâm. SSC thì nó chưa có một cái nền giá đâu chị nhá. Phiên ngày hôm qua là cái phiên mà rất là mạnh, và phiên ngày hôm nay thì chắc như này thì cổ phiếu này sẽ cần phải thời gian thôi. Nhưng nhóm bất động sản công nghiệp thì chúng ta vẫn nên quan tâm đến kinh Bắc hoặc là GVR. Tóm lại thì cá nhân Linh nghĩ rằng thị trường của chúng ta về góc nhìn về mặt kỹ thuật vẫn đang rất là tích cực khi mà thị trường chỉ số VN-Index vẫn đóng cửa trên cái mùng 1420 1425 điểm, và nếu có điều chỉnh trở lại quanh cái vùng này thì nó là cơ hội để anh chị có thể lựa chọn các cổ phiếu. Và Linh lưu ý là anh chị nên lựa chọn những cổ phiếu mà trong nhóm ngành khỏe, trong nhóm tích cực nhé, và những cổ phiếu mà đã vượt đỉnh ngắn hạn để chúng ta tham gia, để chúng ta tận dụng cái nhịp điều chỉnh đó để chúng ta mua vào. Chỉ số VN30 thì có tiêu cực một chút khi mà chưa vượt đỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta nhìn nhận theo góc độ tích cực nhóm cổ phiếu ngân hàng thì sớm hay muộn thôi. Nếu nhóm ngân hàng sớm trở lại thì cái chỉ số VN30 của ta chúng ta cũng nhiều khả năng sẽ xác nhận vượt cái vùng đỉnh ngắn hạn quanh 1550 để tiến tới những cái mốc giá cao hơn. Rồi Linh vừa có trao đổi qua về cái góc nhìn về thị trường như thế, thì Linh xin phép dành phần tiếp theo cho để trả lời câu hỏi cho anh chị ạ. Vâng, em xin cảm ơn phần nhận định thị trường. Thị trường cũng như là một số nhóm ngành nổi bật như anh Linh vừa nói, đó là các nhóm ngành về ngân hàng, thép, chứng khoán, cũng như là bất động sản công nghiệp và bất động sản dân dụng ạ. Trước khi mình bước sang phần hỏi đáp với nhà chuyên gia, thì em xin phép được để lại đường link của trung tâm tư vấn ở dưới đây. Với các anh chị có những câu hỏi, những thắc mắc về các cơ hội đầu tư hay là về các cổ phiếu cụ thể, thì các anh chị có thể truy cập đường link m.me/tư-vấn-viên-direct ở đây để mình có thể hỏi đáp trực tiếp về các chuyên gia trong trường hợp mà mình chưa được giải đáp được hết về câu hỏi trong buổi phân tích kỹ thuật ngày hôm nay. Ngoài ra thì với những anh chị vừa tham gia với cả chương trình điều đọc thị trường ngày hôm nay, thì em cũng xin phép được chia sẻ lại về khóa học WeTrade của VNDirect để giúp anh chị có thể nâng cao cái khả năng giao dịch, tìm kiếm cơ hội đầu tư, giao dịch một cách hiệu quả và hiệu suất cao với các chuyên gia của VNDirect, và mình có thể nhận được chứng chỉ đào tạo Trader Pro sau khi hoàn thành khóa học ạ. Thì em xin phép được để được link ở phần chat để các anh chị có thể tiện theo dõi cũng như tìm hiểu thêm về khóa học, được link đến DI Academy của VNDirect ở đây ạ. Vâng, và chúng ta sẽ bước sang phần hỏi đáp với cả chuyên gia. Thì em xin được bắt đầu luôn với câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay, đó là câu hỏi của nhà đầu tư Hoàng Anh. Anh Linh có thể cho biết là cái điểm vào của ASM cũng như là cơ hội đầu tư chung và dài hạn với ngành thủy sản thì có khả quan không ạ? Sorry anh chị, Linh vừa quên bật mic. Thì chia sẻ với anh chị một chút là hôm qua trung tâm tư vấn đầu tư cũng có trao đổi với có chương trình dành tọa đàm đầu tư dành cho khách hàng, trong đó chúng tôi có trao đổi về nhóm cổ phiếu ngành thủy sản, cụ thể là hai cổ phiếu là VHC ANV đối với xuất khẩu cá tra và FMC đối với xuất khẩu tôm. Thì cá nhân trung tâm tư vấn đầu tư cũng vẫn đánh giá rằng là ngành thủy sản trong quý 4 ấy, nó có khá nhiều cái thông tin để hỗ trợ, ví dụ như là giá cá tra đang trong cả một cái quá trình hồi phục trở lại. Cái thứ hai là những cái giá vận tải biển đã suy giảm trong cái thời sau một cái thời gian tăng khá nóng trong thời gian vừa qua. Và cái thứ ba là những cái thị trường xuất khẩu như là Mỹ hay là một vài quốc gia như EU cũng đang dần mở cửa trở lại. Và nó giúp cho cái kỳ vọng vào cái xuất khẩu của ngành thủy sản khá tiềm năng trong quý 4 và đầu năm sau. Về cổ phiếu ASM thì anh có hỏi về phân tích cơ bản đúng không ạ? Thì Linh chia sẻ một chút về chúng ta sẽ nhìn qua về góc nhìn về cổ phiếu này cơ bản. Đây anh chị có thể vào trang đi stock để chúng ta kiểm tra cái yếu tố cơ bản của cổ phiếu này. Đây ASM, anh chị thấy rằng EPS 2000, chỉ số P/E là 8, ROE khá thấp đúng không ạ? ROE chúng ta chỉ hơn 6% thôi. Đây, về rating chỉ có 2,6 điểm thôi. Thì nếu mà chúng ta nói về góc về các cổ phiếu gọi là cơ bản trong nhóm này, thì Linh nghĩ rằng ANV hay là VSC chính là hai cái cổ phiếu mà nó có cái yếu tố cơ bản vượt trội hơn rất nhiều. Rồi đây anh chị thấy rằng là đây ROE của Vĩnh Hoàng gần 15%, EPS 4.000
và cái điểm ở đây chúng ta có điểm 4 này. Đó thì về cơ bản của SM thì Linh cũng không rõ lắm về về cái cơ bản lúc này, bởi vì là đây nó đang là một tập đoàn, và nó thì bên cạnh cái yếu tố về mặt thủy sản thì họ còn có thêm những yếu tố về mặt bất động sản các thứ nữa. Do đó thì để đánh giá thuần về về mặt kỹ thuật của cổ phiếu này thì Linh sẽ xin phép được đưa ra cái góc nhìn về mặt kỹ thuật. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cổ phiếu này đang có một cái đỉnh ngắn hạn đâu đó quanh vùng giá 21.22. Vùng trước đó cổ phiếu đã tạo đầu năm 2021 và cái vùng đỉnh trước đó đã vượt qua. Bây giờ nó đang sẽ là một vùng hỗ trợ rất là tốt của ASM đâu đó quanh vùng giá 17-17.5. Cái phiên ngày hôm nay là cái phiên mà chúng ta thấy có một cây nến cho thấy cái phản ứng giá của ASM tại vùng hỗ trợ này khi mà cây nến rút chân. Và mặc dù khối lượng giao dịch không thực sự là tích cực, nhưng ta tạm thời đến phiên hôm nay chúng ta thấy rằng cái vùng hỗ trợ này đang được giữ vững, đúng không ạ? Do đó thì nếu anh chị nào mà muốn giao dịch cổ phiếu ASM này thì chúng ta sẽ chờ cái diễn biến tiếp theo ở cái vùng giá này. Bởi vì sau một cái phiên giảm mạnh thì một cái phiên hồi phục ngày nay thì nó cũng hoàn toàn là dễ hiểu thôi. Do đó thì nó sẽ không sớm, tức là nó cổ phiếu sẽ không nhanh để mà trở lại được cái nhịp tăng đâu anh chị. Thì trở lại nhịp tăng thì nó sẽ phải là một cái nến, ví dụ như là cái nến của ANV ngày hôm nay này, anh chị thấy không? ANV này anh em cuốn nến chúng ta thấy rằng là, thứ nhất là gì ạ? Bao trọn toàn bộ cái nến giảm ngày trước, khối lượng gia tăng mạnh và tăng hơn cái khối lượng giảm ngày sau. Thì đây là một cái phiên cho thấy rằng ANV này có cái phiên ngày hôm qua chỉ là một cái phiên gọi là tai nạn theo cái thị trường chung thôi. Còn phiên này ngày hôm nay cổ phiếu này đã lấy lại toàn bộ cái nhịp tăng. Thì chính vì như thế chúng ta mới có thể kỳ vọng cái cổ phiếu này nó sớm trở lại, đúng không ạ? Và chúng ta cũng nhìn thấy nó test lại đúng cái vùng đỉnh trước đó đã vượt. Và đây là một cổ phiếu mà trung tâm tư vấn đầu tư đã khuyến nghị anh chị mua vào đâu. Và đến hiện tại thì vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này. Đó thì quay trở lại với ASM. Thì đó thì quan điểm của Linh là cổ phiếu đang test lại cái vùng giá 17.5. Sau đó anh chị có thể, nếu mà mua vào, chúng ta có thể quan sát cái vùng này để chúng ta cân nhắc, chúng ta chờ một tín hiệu xác nhận trở lại thì vùng giá này để chúng ta mua vào cho cái giá mục tiêu chúng ta đâu đó quanh vùng giá 21-22. Còn trường hợp anh chị nào mà đang nắm giữ cổ phiếu này, chúng ta tiếp tục, chúng ta có cơ sở chúng ta nắm giữ, đồng thời chúng ta sẽ quan sát cái vùng này. Nếu vùng này nó bị vi phạm, trường hợp anh chị nắm giữ vùng này nó bị vi phạm, nó bị phá vỡ vùng này thì khi đó anh chị nên cân nhắc bán ra, bởi vì là khi đó nó, nhiều khả năng cổ phiếu nó sẽ về lại những vùng hỗ trợ thấp hơn đây, đâu đó quanh 14-14.5. Thì đó là cái chia sẻ góc nhìn về cổ phiếu ASM của Linh. Vâng, tiếp theo chúng ta có câu hỏi về nhận định xu hướng và diễn biến của hai mã PAN và NAB. PAN thì nếu anh chị check thông tin thì PAN gần đây có khá nhiều cái tổ chức ngoại đăng ký bán ra, liên tục đăng ký bán ra cổ phiếu PAN này. Và ngày hôm qua thì có cả SSI cũng đăng ký bán ra cổ phiếu PAN. Thì không biết là Linh cũng không rõ là cái hoạt động bán của PAN này nó có, hoặc tổ chức này nó có cái gì đằng sau hay không, hay nó chỉ là đơn thuần chỉ là một cái hoạt động mà nó chuyển đổi trao tay từ nhóm này sang nhóm kia thôi. Thì đó là cái thông về thông tin của PAN. Còn về góc nhìn phân tích kỹ thuật ấy, thì anh chị sẽ thấy rằng là PAN hiện tại là đang có cái vùng đỉnh ngắn hạn đâu đó quanh vùng giá 36 này, là cái vùng mà trước đó đã tạo đầu năm 2021 này. Và cái diễn biến của PAN ở thời gian gần đây sau khi mà vượt qua được cái vùng đỉnh đấy này, cái vùng này này, cái vùng mà mấy lần PAN đã không vượt qua, phía này đã vượt qua. Và ngày hôm nay là cái phiên mà chúng ta thấy một cây nến rất là tích cực. Nếu nhìn thuần về góc độ nến, chúng ta thấy một nến rất là tích cực khi mà đã có thời điểm PAN giảm rất là sâu, nhưng mà cuối cùng thì cổ phiếu đã lực cầu đã xuất hiện và đẩy cổ phiếu tăng trở lại. Và nếu so với nến ngày hôm qua thì gần như là chúng ta nhìn góc độ nến cộng hai nến lên vào thì gần như là không ảnh hưởng gì được bởi thị trường. Song phiên ngày hôm qua khối lượng giao dịch cũng khá là lớn trong ngày hôm nay, ta thấy 21 triệu khớp lệnh ngày hôm nay. Thì anh chị có thể check lại thông tin xem là cái PAN này họ bán ở trên sàn hay là họ bán không có thỏa thuận, để chúng ta có thêm thông tin về khi giao dịch cổ phiếu này. Còn về góc nhìn về kỹ thuật thì PAN đang khá là tích cực cho góc độ về mặt giao dịch. Và cái vùng đỉnh sẽ nằm ở đâu đó quanh vùng 36. Và với cái phiên tích cực, phiên rất là tích cực ngày hôm nay, thì nếu anh chị nào đang có cái nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta có cơ sở chúng ta tiếp tục nắm giữ. Còn anh chị mà mua mới thì chúng ta sẽ quan sát ở những cái vùng giá này trong một vài phiên sắp tới, để chúng ta tìm cái thời điểm chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào. Chúng ta hạn chế mua đuổi những cổ phiếu này, bởi vì cái đỉnh ngắn hạn cổ phiếu nó khá gần,
quanh vùng 36, nếu chúng ta mua cái vùng giá nó cao quá thì cái tỷ gọi là cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro chúng ta ở cái vùng giờ thời điểm hiện tại nó không được hấp dẫn. Sau đó thì anh chị nên chờ một cái nhịp mà phiếu nó cân bằng, tạo cái điểm cân bằng sau một cái phiên bị ảnh hưởng bởi thị trường ở đây, thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mở vị thế mua mới cho cổ phiếu này nếu mà anh chị đang cân nhắc muốn mua vào. Về cổ phiếu NAB, các cổ phiếu top dưới của ngân hàng, trong đó có NAB hay là một vài cổ phiếu như VAB đó, thì khá là tích cực trong trong một vài phiên dịch gần đây. NAB thì anh chị thấy rằng là cổ phiếu này đã, khi mà tạo được, sau khi tạo thành công cái vùng đáy này đã vượt tăng trở lại và cái vùng vượt qua được cái vùng đỉnh này, thì cá nhân Linh nghĩ rằng góc nhìn về mặt kỹ thuật ở cổ phiếu này, chúng ta thấy rằng thứ nhất đang có cái dấu tiêu hiệu của dòng tiền đang quay trở lại phiếu này khi mà cái khối lượng đang có dấu hiệu gia tăng trở lại trong hai phiên gần đây. Tuy nhiên thì cũng giống như các cổ phiếu ngân hàng khác thì cổ phiếu này vẫn đang trong, nếu chúng ta nhìn về mặt dài một chút ấy, thì chúng ta vẫn nhìn là đang trong một cái vùng sideways thôi, từ đầu tháng 7 đến thời điểm tháng 6 đến hiện tại thì vẫn đang trong vùng sideways thôi, chứ chưa có cái gì đó nó tích cực về mặt xu hướng của cổ phiếu này cả. Do đó thì đặc biệt là cổ phiếu này để giao dịch ở trên sàn Upcom, nó biến động nó khá mạnh và nó cũng là một những cái cổ phiếu mà yếu tố cơ bản nó cũng không được sự vượt trội so với các cổ phiếu khác trong nhóm ngân hàng. Do đó thì nếu mà anh chị giao dịch cổ phiếu này thì chúng ta tất nhiên ở thời điểm hiện tại này, chúng ta thấy là trước mắt nó sẽ có cả đâu đó khá gần quanh vùng giá 23.5-24 này, và từ hiện tại thì kênh đến ngày hôm nay là kênh đến mà cho thấy rằng là có một cái sự tham gia của bên bán ở cái vùng này rồi, đẩy cái giá cổ phiếu giảm xuống. Thì hiện tại cái vùng 22 này là cái vùng mà trước đó hai lần cổ phiếu không vượt qua được, bây giờ nó đã trở thành cái vùng hỗ trợ ngắn hạn của cổ phiếu này. Sau đó anh chị có thể quan sát cái diễn biến giá cổ phiếu này quanh cái vùng giá 22 này, 21.5 đến 22 này, để chúng ta chờ xem là có một cái tín hiệu gọi là tích lũy hay một vài phiên mà cổ phiếu nó tích lũy ở vùng này không, và nó chờ một cái tín hiệu xác nhận trở lại để anh chị tham gia. Thì nhìn thuần về góc độ kỹ thuật thì đây là một cổ phiếu cũng khá là ổn về mặt kỹ thuật, và khi mà chúng ta mua vào vùng đấy thì tất nhiên chúng ta sẽ phải kỳ vọng những cái nó mục tiêu nó xa hơn, đó lên cái vùng đỉnh quanh vùng 26 này. Thì đây là một cổ phiếu góc nhìn thuần về mặt kỹ thuật cũng khá là ổn, anh chị có thể quan sát cái vùng 21.5 đến 22 trong một vài phiên sắp tới để anh chị chờ xem có một cái tín hiệu để chúng ta giao dịch cái vùng này không. Vâng, tức là chúng ta có câu hỏi liên quan đến nhận định cho các cổ phiếu Hòa Phát, FPT và SLS, thì lúc nãy anh Linh cũng đã có nói qua về ngành thép nói chung và Hòa Phát nói riêng rồi. Anh Linh có thể cho nhà đầu tư nhận định về cổ phiếu FPT và một cổ phiếu chứng khoán SLS không ạ? Về SLS anh chị thấy rằng là cổ phiếu này cũng đã phiên ngày hôm nay thì cũng đã chính thức ngày hôm qua chính thức vượt cái đỉnh rồi. Chúng ta nếu tính ta đỉnh cao nhất thì ngày hôm nay mới là cái phiên mà cổ phiếu chính thức vượt qua đỉnh. Thì rõ ràng cái trạng thái ngắn hạn khi một cổ phiếu đã vượt đỉnh ngắn hạn và khối lượng giao dịch cũng có cái dấu hiệu gia tăng trở lại trong 5 phiên dịch gần đây, thì đây cũng đang tiếp tục là một cổ phiếu chứng khoán mà có tín hiệu rất là tích cực. Do đó thì chúng ta đã cổ phiếu đã đóng cửa xác nhận vượt vùng này rồi, thì Linh nghĩ rằng anh chị có thể chờ một hai phiên tới, nếu nó có một hai phiên điều chỉnh ở vùng giá quanh vùng giá đỉnh này 42 này, thì anh chị có thể cân nhắc anh chị mở mua vào cho cổ phiếu này được, khi cổ phiếu đã chính thức vượt được đỉnh ngắn hạn rồi. Thì đây là một cổ phiếu cũng khá đáng quan tâm trong cái nhóm cổ phiếu chứng khoán, bởi vì là SLS thì trong lịch sử cổ phiếu này có tính đầu cơ khá cao. Anh chị thấy là những cái nhịp mà cổ phiếu SLS tăng giá này nó cũng khá là mạnh. Cổ phiếu này thường thường là một trong cổ phiếu cũng khá là ưa thích của các nhà đầu cơ khi giao dịch cái nhóm cổ phiếu chứng khoán, bởi vì là cái mức độ biến động của cổ phiếu này nó khá lớn. Đó. Thì anh chị có thể quan tâm quan sát một trong hai phiên tới đâu đó quanh vùng giá 42 này, 42.5, nếu mà nó có điều chỉnh trở lại quanh vùng giá này thì anh chị có thể cân nhắc anh chị mua vào, bởi vì nhìn chung nhóm chứng khoán vẫn đang rất là tích cực. FPT thì đây FPT chúng ta thấy vẫn là cổ phiếu này vẫn, nếu mà nhìn chung thì cổ phiếu này nó vẫn đang giao dịch trong một cái vùng giá mà nó khá là đấy, ngắn hạn, là vùng này đang cái vùng quanh 94-95 đang là vùng hỗ trợ của cổ phiếu FPT, trước đó nó tạo một cái vùng đáy đây và sang đỉnh hiện tại. Thì nhìn vào cái nến giao dịch của FPT trong 3 phiên giao dịch gần đây, anh chị thấy rằng cái thân nến nó khá là nhỏ, đúng không ạ? Cho thấy cái mức độ là dao động cổ phiếu này trong một vài phiên đây nó khá là thấp, khối lượng giao dịch chúng ta thấy cũng có sự sụt giảm so với trung bình của 20 phiên. Nên là ngắn hạn mình đang nhìn thấy là dòng tiền nó đang không có sự
gọi là không dành cái sự quan tâm cho cái nhóm cổ phiếu này. Do đó thì nếu anh chị nào mà view theo ngắn hạn ấy, thì Linh nghĩ rằng anh chị nên lựa chọn những cái cổ phiếu mà nó hút được dòng tiền để chúng ta tham gia, để chúng ta tối ưu hóa cái đồng vốn của mình. Còn về nếu mà nhìn thuần ở góc độ góc nhìn và kỹ thuật ấy, thì cổ phiếu FPT vẫn chưa có một tín hiệu bất kỳ xấu bất kỳ cổ phiếu này cả, vẫn đang bám trend rất tốt, đặc biệt là rất tôn trọng cái ngưỡng trung bình hoạt động của 50 phiên. Và chưa có một tín hiệu gì trong ngắn hạn để phải gọi là tiêu cực cổ phiếu này cả. Tuy nhiên thì cổ phiếu này nó phù hợp cho cái góc nhìn về mặt chung và dài hạn hơn, anh chị nắm giữ hơn, anh chị giao dịch trong ngắn hạn là cổ phiếu này khi chúng ta nhìn thấy xung lực, và thứ hai là cái mức độ quan tâm của nhà đầu tư ở thời điểm này dành cho cái cổ phiếu FPT nó cũng không được sự lớn đó. Thì đó là chia sẻ của Linh về cổ phiếu FPT. Dạ vâng, em xin cảm ơn chia sẻ về cổ phiếu FPT của anh Linh vừa xong ạ. Tiếp theo thì em muốn hỏi câu tiếp theo cho anh Linh, đó là nhà đầu tư muốn hỏi anh Linh nhận định về chiều mua mới cho OCB và OI. Thì như được biết thì OCB cũng đã được trung tâm tư vấn khuyến nghị mua vào giá 27, thì liệu thời điểm này có phải là thời điểm thích hợp để gia tăng tỷ trọng với cả OCB hay là mua mới không ạ? Đúng như là khu vực trao đổi với anh chị thì OCB trung tâm tư vấn đầu tư cũng đã khuyến nghị đây. Nếu anh chị nào mà dành cho những chị nào mà chưa biết ấy, thì ở trên cái bảng giá của VN-Index ở đây có phần tab ý tưởng giao dịch này, thì anh chị click cho trái ở đây anh chị sẽ thấy cái ý tưởng giao dịch hiện tại mà trung tâm tư vấn đầu tư đang khuyến nghị. Thì đây cái ý tưởng giao dịch sẽ cung cấp cho anh chị những cái góc nhìn, những cái cơ hội giao dịch trong ngắn hạn anh chị có thể lựa chọn. Đồng thời những cái tất cả những cái cổ phiếu này thì nó được lựa chọn dựa trên một cái chỉ lý giao dịch, anh chị có thể click vào đây để anh chị đọc cái chỉ lý giao dịch của cái phương pháp này. Và đây anh chị nhìn thấy không ạ, OCB thì chúng tôi đã có khuyến nghị mua vào từ giá 27 với một kỳ vọng giá 32, và đến hiện tại thì cổ phiếu này đang lãi được gần hơn 5%, hay ANV đang lãi được tầm 14%, hay Phước Hòa cũng là một cổ phiếu tôi đã khuyến nghị trước đó lãi được gần 15%. Thì đây anh chị có thể vào đây anh chị để anh chị tìm kiếm cho mình những cơ hội giao dịch trong ngắn hạn. Rồi chia sẻ thêm về cổ phiếu OCB thì anh chị thấy rằng là sau một cái phiên vượt cái vùng giá 27.5, cái vùng mà trước đó nó đã hai lần chạm và bật trở lại, thì cổ phiếu này là có phiên vượt rất là tích cực, khối lượng giao dịch tăng mạnh, đúng không ạ? Phiên ngày hôm nay cổ phiếu có điều chỉnh trở lại, mức điều chỉnh này khá là thấp, chỉ có 1% thôi, tức là tầm hơn 2 line, 2-3 line thôi, thanh khoản cũng thấp, thì phiên điều chỉnh này là phiên điều chỉnh hoàn toàn bình thường thôi, chứ chưa có một cái gì đó đáng ngại cổ phiếu này cả. Sau đó thì nếu anh chị muốn quan tâm cổ phiếu OCB thì anh chị có thể cân nhắc trong một vài phiên sắp tới, nếu cổ phiếu nó có điều chỉnh trở lại quanh vùng giá 27.5-28 này, còn tầm nửa cái nến tăng hôm trước này. Anh chị có thể cân nhắc anh chị mua vào cổ phiếu này được, vì đây đang là một trong những cổ phiếu ngân hàng hiếm hoi mà đã xác nhận vượt đỉnh bên cạnh những cổ phiếu như là Tiên Phong Bank, đúng không ạ? Tiếp theo về cổ phiếu gì thôi nhỉ? OI thì hôm qua cũng có trao đổi với anh chị đúng không ạ? Hôm qua cũng có trao đổi với anh chị vì anh chị khách hàng có hỏi về cổ phiếu OI. Thì OI sau khi mà đã vượt cái vùng đỉnh trước vùng đó, đây vùng này chúng ta để ý rất nhiều lần, đến 4-5 lần liên tiếp cổ phiếu vượt vùng này và đều giảm ngược trở lại, đúng không ạ? Thì phiên ngày hôm trước đã có một phiên mà đóng cửa vượt hẳn lên trên cái vùng này với khối lượng giao dịch rất là lớn và cực kỳ dứt khoát, mặc dù cái nến tăng này của nó được gần bờ tầng 8%. Thì sau đó cái phiên ngày hôm qua này, anh chị thấy cái phiên ngày hôm qua là cái phiên mà thì cổ phiếu này bị bán giảm 3.5%, khối lượng gì cũng không thực sự lớn nếu chúng ta so với cái mặt bằng của cái phiên tăng điểm, cái phiên vượt đỉnh. Thì phiên ngày hôm nay đang quay trở lại test cái vùng đỉnh này, quanh 16-16.5 này. Do đó thì đây đang được coi là cái vùng mua tiềm năng của cổ phiếu OI cho anh chị nào mà đang chưa có cổ phiếu này hay là đang muốn mua cổ phiếu này. Và tất nhiên thì chúng ta vẫn phải chờ cái diễn biến giá cổ phiếu ở cái vùng này thôi, chứ chúng ta chưa nên mua vội cái vùng 16-16.5 này anh chị nhá. Anh chị sẽ chờ một cái tín hiệu giá nó tích lũy ở đây, hoặc là chờ một cái tín hiệu nó xác nhận này, ví dụ nó vượt tăng trở lại này, một cái nến xanh này tăng trở lại ở đây thì chị có thể mở mua vào cho cổ phiếu này, và khi đó chị đặt cái cắt lỗ của mình đâu đó quanh dưới vùng 16 này, anh chị cắt lỗ dưới vùng 15.5-16 anh chị cắt lỗ, thì khi đó cái điểm mua của mình nó cái mức rủi ro nó khá là thấp cho cổ phiếu phố OI này. Đây là một việc cũng rất đáng quan tâm trong các phiên sắp tới, tuy nhiên chúng ta nên quan sát diễn biến giá mà chúng ta chưa nên vội mua anh chị nhé. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Quang Huy có câu hỏi về số nắm giữ cho BSR và Techcombank. Nói trước về Techcombank đi. Techcombank thì cá nhân Linh cũng vừa trao đổi với anh chị đây, thì chúng ta ở vùng này chúng ta thấy cổ phiếu đang có một cái phản ứng giá ở quanh vùng giá 54 bằng một phiên giảm nhẹ ngày hôm nay 0.7% thôi, thanh khoản cũng khá là thấp, điều hoàn toàn dễ hiểu sau một cái phiên tăng ngày hôm qua thôi.
Do đó thì chúng ta hoàn toàn có cái cơ sở chúng ta tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này thôi. Trong một vài phiên sắp tới có thể nó sẽ điều chỉnh lại một chút về vùng giá đâu đó quanh vùng giá 52-52.5 là chuyện hoàn toàn bình thường thôi. Nó test lại cái vùng này thì cũng là chuyện hoàn toàn bình thường thôi, không có vấn đề gì cả. Và nếu mà cổ phiếu này mà giữ được vùng này và bật tăng trở lại vượt trên vùng giá 54 ấy, thì anh chị hoàn toàn có thể gia tăng thêm vị thế ở cổ phiếu này ở cái phiên mà cổ phiếu nó vượt vùng giá 54. Đặc biệt là anh chị đang có vị thế sẵn rồi thì phiên vượt 54 này là cái phiên mà chúng ta có cơ sở chúng ta gia tăng vị thế. Và cái vùng mà tích lũy ở quanh vùng giá này này càng một vài phiên ấy, càng lâu một chút ấy, thì cái phiên mà nó break out này, cái mức độ tin cậy của nó càng cao. Đó thì đó là cái cổ phiếu đầu tiên anh chị hoàn toàn có thể tiếp tục giữ đối với Techcombank. Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu BSR. BSR chúng ta thấy rằng là sau khi vượt cái vùng này, vượt cái vùng đỉnh trước đó của BSR đâu đó quanh vùng giá 22 thì đã có một cái nhịp tăng khá là tốt lên lại vùng giá 25. Và cái phiên ngày hôm qua là cái phiên mà cũng bị ảnh hưởng bởi thị trường chung thì cổ phiếu giảm 4%. Thanh khoản phiên bán đó cũng không thực sự lớn. Nếu chúng ta nhìn cả một cái đoạn nhịp tăng này, cái thanh khoản của những cây tăng trên nền tăng giá nó khá là lớn đúng không ạ? Nó gần gấp đôi gấp rưỡi trung bình 20 phiên. Còn những cái phiên giảm điểm này, điều chỉnh giảm này, thanh khoản đều khá là nhỏ hơn trung bình 20 phiên, cho thấy cũng chưa có một cái áp lực gì bán ra ở cổ phiếu này trong ngắn hạn cả. Phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu đã không được tích cực bằng khi mà cổ phiếu giảm nhẹ 1,7%. Điều này cũng dễ hiểu khi mà cái giá dầu ngày hôm nay nó cũng giảm khá mạnh đúng không? Cái giá dầu cũng giảm khá mạnh ở phiên ngày hôm nay, thì các cổ phiếu như là gas này, chúng ta nhìn thấy gas cũng bị ảnh hưởng, gas hôm nay cũng giảm hơn 2%. PVD rồi PVD là tích cực, PVS. PVS hôm nay thậm chí cái phiên có PVS này khá là tiêu cực, có PVS hôm nay. Thì BSR, trạng thái của BSR thì nó cũng vẫn chưa có cái gì đáng phải lo lắng cổ phiếu này cả. Thì khi mà anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này thì có một cái vùng đây này, cái vùng cái chân nến của những cái cây mà trước đó điều chỉnh này, cái vùng đâu đó quanh cái vùng 22.5 cho đến 23 là cái vùng mà anh chị hoàn toàn có thể cân nhắc là đặt cái vùng cái dừng lỗ của mình quanh vùng giá này. Nếu mà nó vi phạm thì anh chị cân nhắc anh chị bán ra thôi. Còn ở thời điểm hiện tại thì anh chị hoàn toàn có cơ sở để anh chị tiếp tục anh chị nắm giữ cổ phiếu này thôi. Và cái giá mục tiêu như Linh chia sẻ trước đó thì nó đâu đó nó nằm quanh vùng 26 này thôi. Đó thì theo Fibonacci nó nằm ở vùng 26 này thôi. Cổ phiếu nó vẫn giữ được trung bình của 20 phiên rất là tích cực, nên anh chị cũng chưa cần phải có lo lắng đối với cổ phiếu này. Dạ vâng, tiếp theo nhà đầu tư Ngọc Quyền muốn được tư vấn với điểm mua cho các cổ phiếu NT2 và MSR. MSR thì hôm trước Linh cũng có trao đổi với anh chị đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là cái vùng 26 này, cái vùng đỉnh gọi là đỉnh lịch sử của cổ phiếu này. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái phiên này hôm nay, cái phiên đợt trước, cái phiên mà vượt giá 26 là cổ phiếu đã chính thức gọi là xác nhận, mà tuy nhiên sau đó thì cổ phiếu đã bị giảm khá mạnh. Anh chị nhìn thấy 4 phiên liên tiếp cổ phiếu bị giảm, và 4 phiên liên tiếp chúng ta chứng kiến là cái giá đóng cửa của các phiên sau đều thấp hơn các phiên trước, đặc biệt là phiên ngày hôm trước là cái phiên giảm 4,6%, phiên giảm rất là mạnh đúng không ạ? Chúng ta có khối lượng giao dịch, và phiên ngày hôm nay là cái phiên mà đang có sự hồi phục trở lại, khối lượng cũng chưa không được sự tích cực cho lắm, khi mà cũng khá là nhập đúng không ạ? Thì rõ ràng nhìn cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại thì chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ có một cái vùng hỗ trợ ngắn hạn của cổ phiếu MSR này, đâu đó nó nằm quanh giá 24 này chị nhá, quanh giá 24 này. Thì với cái việc mà cổ phiếu nó có những cái 4 cái phiên giảm điểm liên tiếp như này, có khối lượng thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để chúng ta chờ đợi những cái vùng giá nó quanh 24 này, cái vùng mà chúng ta có thể chờ để mua tiềm năng ở vùng giá này thôi. Chứ còn ở cái vùng lưng chừng này thì Linh nghĩ rằng là chúng ta cũng chưa nên làm gì cả. Chúng ta cũng vẫn chờ để cái vùng giá nó thấp hơn để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vàng trong cổ phiếu này thôi. Và đặc biệt là cổ phiếu này, anh chị thấy rằng là trong lịch sử cổ phiếu này giao dịch ngắn hạn nó khá là khó đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy nhỉ, lần đầu tiên dụ một nhịp mà nó tăng giá lên đây, từ đây lên, sau đó này trả lại rất là mạnh, trả lại gần như là gần hết luôn đúng không ạ? Hay là cái nhịp này như thế ngồi lên đây, sau đó cũng trả lại hết. Nên là nếu mà chúng ta nhìn về cái lịch sử của cổ phiếu này giao dịch trong ngắn hạn này, thì chúng ta thấy rằng là khá là khó để chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận trong ngắn hạn của cổ phiếu này, khi mà nó giao dịch ngắn hạn nó khá là biến động, khá là sốc đúng không ạ? Ngay cả nhịp này cũng thế, hoàn toàn có thể nó về lại như vụ này thôi đúng không ạ? Chỉ do đó thì anh chị cũng cần phải lưu ý một chút, khi chúng ta giao dịch chúng ta cần kiểm tra lịch sử cổ phiếu, xem là cái giao dịch trong ngắn hạn cổ phiếu trong lịch sử nó có thực sự là ổn định hay là nó biến động khá là mạnh, để chúng ta có thể
lựa chọn những cái điểm mua làm sao cho nó quản trị được cái rủi ro của mình, đúng không ạ? Thì như biết rồi, như MS rồi thì anh chị có thể chờ những cái vùng giá 24 để chúng anh chị cân nhắc xem là chúng ta có thể mua vào cho cổ phiếu này trong ngắn hạn hay không. Bởi vì cái đỉnh 27 này, 26-27 này cái vẫn là cái vùng khá là cứng của cổ phiếu này trong ngắn hạn, khi mà hai lần cổ phiếu đã không vượt qua ở đây và giảm trở lại. Về NT2 thì NT2 là một cổ phiếu mà cũng nhiệt điện khí vừa rồi cũng khá là tích cực trong cái nhịp vừa rồi. Thậm chí là chúng ta thấy rằng là cổ phiếu đã chạm được cái đỉnh, đã chạm được vùng đỉnh này và đang điều chỉnh giảm trở lại, đúng không ạ? Thì cái phiên điều chỉnh giảm của NT2 khi mà chạm vùng đỉnh này thì nó cũng là hoàn toàn bình thường, hoàn toàn dễ hiểu thôi. Thì cái vùng hỗ trợ tiếp theo của cổ phiếu này nó sẽ nằm đâu đó quanh vùng giá này, đó đang là cái vùng này. Tuy nhiên thì chúng ta quan sát cái diễn biến giá của NT2 trong một vài phiên gần đây, chúng ta thấy xuất hiện liên tiếp những cái phiên giảm điểm. Và ngày hôm qua nó cái phiên cũng giảm 2,2%, ngày hôm nay thì cũng không, thực sự cổ phiếu cũng không có sự hồi phục khi mà đóng cửa như thấp nhất phiên. Do đó thì nếu anh chị nào mà đang muốn mua vào cổ phiếu NT2 này, thì chúng ta cái vùng này, cái vùng quanh vùng mới linh vẽ trên này nè anh chị này, là cái vùng mà chúng ta sẽ chờ tín hiệu phản ứng giá ở vùng này để chúng ta cân nhắc là chúng ta có nên giao dịch với cổ phiếu này hay không thôi. Còn rõ ràng ngắn hạn thì chúng ta chưa vội tham gia cổ phiếu này trong ngắn hạn đối với NT2. Dạ vâng, tiếp theo nhà đầu tư Khánh Huyền có câu hỏi về các cổ phiếu có thể đầu tư của dòng ngân hàng hay là chứng khoán. Thì như anh Linh có chia sẻ thì một số cổ phiếu tiêu biểu của dòng ngân hàng, ví dụ như là cổ phiếu OCB thì đã được trung tâm tư vấn khuyến nghị mua từ giá 27, các anh chị có thể đợi điều chỉnh về vùng giá 27.5 để mua thêm. Ngoài ra như là cổ phiếu Techcombank, một cổ phiếu bank rất là mạnh cũng như là có nền tảng cơ bản rất là tốt, như các anh chị cũng biết anh Linh vừa chia sẻ, đó là có thể đợi cổ phiếu đi ngang tích lũy và điều chỉnh về vùng 52.5 đến 52, và nếu có dấu hiệu breakout khỏi vùng 54 thì mình có thể cân nhắc giải ngân ở vùng đấy. Đối với chứng khoán thì anh Linh có chia sẻ các cổ phiếu như là cổ phiếu hiện đang vượt đỉnh như là VND, hay là cổ phiếu FTS hay là cổ phiếu VCI, thì mình cũng có thể cân nhắc để đợi các cổ phiếu điều chỉnh các nền giá để có thể giải ngân nhằm mình có thể mua được cổ phiếu với giá tốt cũng như là có lợi thế về tâm lý. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang câu hỏi của nhà đầu tư Duy Khang về điểm mua mới cho các cổ phiếu TTA và VRE. VRE thì một vài phiên gần đây VRE cũng khá tích cực, đúng không ạ? Khi mà chúng ta thấy rằng là trước đó cổ phiếu này đã trong một cái nhịp giảm, đã liên tiếp cổ phiếu liên tiếp thiết lập những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Tuy nhiên thì từ giai đoạn từ giữa tháng 7 chúng ta thấy rằng cổ phiếu đã tạo được những cái vùng đáy cao hơn, đúng không ạ? Ta nhìn thấy cổ phiếu đã tạo được vùng đáy cao hơn. Đây, vùng đáy này, một đáy này. Đáy sau này cao hơn. Đó, và thiết lập những đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, thì rõ ràng cái xu hướng về ngắn hạn của cổ phiếu này thì nó đang tích cực dần trở lại rồi. Và chúng ta có nhìn thấy cái dấu hiệu là thanh khoản của cổ phiếu này nó cũng đang dấu hiệu gia tăng trở lại trong một vài phiên giao dịch gần đây. Thì đây là một cái cũng khả năng quan tâm của cổ phiếu này. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn rộng ra một chút thì chúng ta vẫn thấy rằng là cổ phiếu này nó đang trong một cái vùng anh chị để nhìn, nếu chúng ta nhìn rộng ra một chút ấy, thì cổ phiếu này vẫn đang trong quá trình mà hồi phục trở lại thôi. Và cái vùng này là vùng mình quanh 36 đến 38 ấy này, là cái vùng cản rất mạnh của cổ phiếu này trong thời gian tới, đúng không ạ? Và nếu mà giao dịch ở VRE thì Linh nghĩ rằng là cái vùng quanh 30-31 này đang là cái vùng mà chúng ta hoàn toàn có thể quan sát trong các phiên điều chỉnh sắp tới. Nếu cổ phiếu có về lại vùng này và chúng ta chờ một cái tín hiệu xác nhận tăng giá trở lại từ vùng giá này, bởi vì chúng ta thấy rằng nó thứ nhất nó là vùng hỗ trợ rất là mạnh, cái hai là nó là cái đường trung bình động của 20 phiên này, khi mà trước đó nó cũng đã khá là tôn trọng cái đường này, nên chị có thể quan sát diễn biến giá quanh cái vùng giá 31 này để chúng ta có thể tìm cái điểm mua vào cho cổ phiếu này. Và tất nhiên khi mà chúng ta đã tìm mua vào vùng giá này, chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ lên những cái vùng giá nó xa hơn, vùng địch xa hơn, đâu đó quanh vùng giá 36-38 này chính là cái vùng giá, cái giá mục tiêu nếu chúng ta có tham gia giải ngân lại đâu đó quanh vùng giá 30.5-31 thì là cái vùng mà anh chị có thể cân nhắc đối với cổ phiếu VRE này. Tiếp theo là cổ phiếu gì cô nhỉ? TTA. TTA là một cổ phiếu này về trong ngành năng lượng, đúng không ạ? Xây dựng về năng lượng. Thì trước khi phân tích về TTA, anh chị sẽ thấy rằng gì ạ? Trong lịch sử, cổ phiếu này đã có những cái cú giảm rất là mạnh. Đây, tăng bao nhiêu gần như là giảm trở lại hết bấy nhiêu. Thì thông thường những cổ phiếu này thì nó sẽ không có nhiều tính thị trường, đúng không anh chị? Vì là trong chúng ta nhìn ở lịch sử cổ phiếu này, chúng ta thấy những cái biến động nó khá là lớn. Và
nếu chúng ta giao dịch trong ngắn hạn đối với những cổ phiếu này, đặc biệt là anh chị mới tham gia, thì chúng ta tốt nhất chúng ta nên nên lựa chọn những cổ phiếu mà nó có tính yếu, có yếu tố thị trường tốt hơn để chúng ta tham gia, bởi vì nó sẽ bớt được cái rủi ro cho anh chị. Còn nhìn thuần về góc độ về phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy cổ phiếu này đang có một cái đỉnh ngắn hạn quanh vùng giống 19 này, là thứ nhất. Cái thứ hai là sau khi vượt được cái vùng đâu đó quanh cái 16.5 này, thì cổ phiếu đang có trong quá trình test trở lại. Thuần về góc nhìn kỹ thuật thì cổ phiếu đang test lại cái vùng giá 16.5 này, cái vùng mà trước đó cổ phiếu đã vượt qua. Và hai cái phiên giảm ngày hôm nay thì có khối lượng cũng không thực sự lớn so với cái phiên tăng trước đó. Do đó nếu mà nhìn thuần về góc độ kỹ thuật ấy, thì anh chị có thể quan sát cái vùng quanh 16.5 này. Nếu một trong vài phiên sắp tới cổ phiếu có về lại vùng này và có một tín hiệu xác nhận tăng giá trở lại, dù một cây nến xanh xác nhận tăng giá vùng này, thì anh chị có thể cân nhắc anh chị mua vào cổ phiếu này cho một cái mục tiêu hướng tới cái vùng giá quanh 18.5-19 này. Thì đấy là và chúng ta đặt cắt lỗ dưới cái vùng giá này nếu nó bị vi phạm. Thì đấy là cái kế hoạch giao dịch cho cổ phiếu TTA về thuần về công nghệ kỹ thuật. Còn cá nhân Linh nghĩ rằng là nếu anh chị nào mà mới tham gia, chúng ta cũng nên hạn chế giao dịch những cổ phiếu mà nó đã có những cái lịch sử giao dịch nó khá là biến động, khá là mạnh, bởi vì cái rủi ro đi kèm nó cũng khá lớn cho những anh chị mà mới tham gia. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, đó là câu hỏi về của nhà đầu tư Diễm My cho điểm mua cổ phiếu Liên Việt Postbank và cổ phiếu PC1 ạ. PC1 hôm nay là phiên tăng tích rất tích cực. Nó là cái phiên mà cổ phiếu cũng chỉ trả cổ tức của PC1. Nếu chúng ta nhìn dài hơn một chút về PC1 thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu này đã chính thức đã vượt đỉnh mọi thời đại, đúng không ạ? Cổ phiếu đã có những cái 4 tháng liên tiếp tăng giá, duy trì tăng giá và khối lượng giao dịch cũng tăng trưởng khá là mạnh trong 4 tháng gần đây, đúng không ạ? Thì đấy là cái góc nhìn về mặt dài hạn của cổ phiếu này. Tuy nhiên thì nếu anh chị nhìn về ngắn hạn ấy, chúng ta sẽ thấy gì ạ? Chúng ta thấy trong cả một quá trình mà cổ phiếu này đi lên ấy, khá là khó để chúng ta tìm được điểm mua ngắn hạn cho cổ phiếu này. Khá là khó bởi vì nó thường thường sẽ tạo đáy khá là nhọn anh chị. Đây ví dụ đây là một cái đáy khá là nhọn ở đây. Hay đây cũng thế, khá là nhọn. Do đó thì cổ phiếu này nó sẽ phù hợp hơn cho những anh chị mà view theo cái trường hào cái chiều hướng là chúng ta đầu tư nhiều hơn ở cổ phiếu này. Còn đầu cơ ngắn hạn thì chúng ta phải tìm được cái điểm đủ tốt để chúng ta có thể quản trị rủi ro của cổ phiếu trước khi chúng ta nghĩ đến việc chúng ta mua vào cổ phiếu, đúng không ạ? Thì cổ phiếu này chúng ta thấy nó đang có một cái vùng giá. Đây, đang ở cái vùng giá này, cái vùng mà đâu đó quanh vùng giá 34 đến 34.5 là cái vùng mà chúng ta thấy gì ạ? Thứ nhất đó là cái đường trung bình 20 phiên, bởi vì trong lịch sử cổ phiếu này nó cũng đã khá là tôn trọng trong nhiều vừa rồi, nên chị thấy cứ mỗi lần chạm vào này thì bật điều bật tăng trở lại. Thì đây đang cho thấy rằng cổ phiếu này nó khá là tôn trọng cái trung bình động 20 phiên đó. Cái thứ hai nữa là nó cũng là cái vùng mà hội tụ có rất nhiều cái chân nến trước đó. Đây chúng ta thấy cái điểm thấp nhất cái chân nến trước đó và bật tăng trở lại, đúng không ạ? Thì đây là cái vùng mà chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào nếu có điều chỉnh của cổ phiếu này trong thời gian tới. Chúng ta cố gắng mua gần cái vùng hỗ trợ để cái rủi ro ngắn hạn chúng ta nó sẽ giảm bớt đi, đúng không ạ? Bởi vì lịch sử anh chị thấy nếu chúng ta cứ mua đuổi những cái phiên nó tăng mạnh như này thì thường thường sau đó nó đều trả ngược trở lại. Rất khó để chúng ta có thể mua vào những cổ phiếu mà nó ở những cái sau cái phiên nó đã tăng này. Cổ phiếu này nó chỉ phù hợp cho anh chị mua ở những cái vùng hỗ trợ thôi. Tức là chúng ta sẽ chờ một cái tín hiệu nó xác nhận giá tăng bằng cái nến tăng điểm, cái nến xanh này ở những cái vùng hỗ trợ để chúng ta mua vào, thì nó là một cái phương án nó hợp lý hơn đối với cổ phiếu này. Chứ cổ phiếu này chúng ta mà giao dịch theo kịp vượt đỉnh thì nó cũng khá là khó, bởi vì là cổ phiếu này nó cái giao dịch ngắn hạn của nó, anh chị thấy cái nhịp tăng của nó khá là ngắn, chỉ 1-2 phiên, để em dụ 1 phiên này, thậm chí ở những tích cực đây nó chỉ đến 3-4 phiên thôi, đúng không ạ? Sau đó nếu chúng ta mua đuổi 1 phiên thì chúng ta đã bị bất lợi mặt giá rồi, nên chúng ta cố gắng mua những cổ phiếu này ở những vùng điều chỉnh như Linh vừa trao đổi với anh chị quanh vùng giá 34-34.5. Thì nếu anh chị quan tâm đến cổ phiếu này, anh chị có thể cân nhắc ở vùng đó thì anh chị mua vào. Cổ phiếu Liên Việt thì phiên ngày hôm qua là cái phiên cũng khá là tích cực của cổ phiếu Liên Việt, khi chúng ta thấy rằng là chính thức break out khỏi, nếu anh chị theo cái trend kẻ chéo này thì cổ phiếu đã chính thức break out khỏi cái cản chéo này rồi, đúng không ạ? Liên Việt này thì giai đoạn vừa rồi thì nó cũng giống như là Công Thương, thì là một trong những cổ phiếu mà yếu nhất của dòng banh trong giai đoạn vừa rồi, khi mà nó liên tục thiết lập những cái đáy sau thấp này trước, đúng không ạ? Nhưng mà giai đoạn gần đây thì cổ phiếu đã hình thành được hai cái đáy anh chị thấy hai cái đáy, đúng không ạ? Và phiên ngày hôm qua là phiên nó vượt qua được cái vùng này, cái vùng mà
cái vùng giá quanh 22 là cái vùng mà trước đó nó đã hồi phục và bật giảm trở lại, đúng không ạ? Để chúng ta nhìn thì nó đâu đó nó giống như cái mô hình chữ V kép anh chị. Đó thì cái vùng cản tiếp theo của cổ phiếu này nó sẽ đâu đó nằm ở quanh vùng giá 26, đúng không ạ? Thì ở cổ phiếu này chúng ta sẽ hoàn toàn có thể chúng ta cân nhắc, chúng ta chờ một cái nhịp điều chỉnh cổ phiếu nó về lại những đâu đó quanh cái vùng giá 22 2.5 này, quanh cái vùng này để anh chị có thể cân nhắc anh chị mua vào cho cổ phiếu này trong ngắn hạn. Tuy nhiên thì Linh có lưu ý một chút là cổ phiếu này chúng ta nhìn nhận ấy, thì nó vẫn đang là trong một cái vùng mà trước đó nó có nhịp giảm quá là mạnh. Do đó thì nếu được, tức là nếu anh chị mà lựa chọn theo cá nhân Linh khuyến nghị thì anh chị nên lựa chọn những cổ phiếu mà nó đang giao dịch gần cái vùng đỉnh, thậm chí những cổ phiếu đã vượt đỉnh, thì khi đó cái dòng tiền nó sẽ vào mạnh mẽ hơn và cái mức độ tăng giá của cổ phiếu ấy, mà chúng ta kỳ vọng ấy, nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc chúng ta giao dịch cổ phiếu ở những cái vùng đang ở những vùng đáy, đã bùng đáy sau một cái nhịp giảm rất mạnh của cổ phiếu. Thì đó là cái chia sẻ của Linh về cổ phiếu Linh Việt. Thì đó thì anh chị có thể cân nhắc về vùng giá 22 đến 2.5 trong phiên sắp tới. Và cái mục tiêu chúng ta sẽ kỳ vọng cho cổ phiếu này nó sẽ nằm ở vùng giá đâu đó có 26. Thì nó cũng là một cái tuy nhiên thì trạng thái chúng ta là trạng thái chúng ta mua trong quá trình cổ phiếu hồi phục đó anh chị nhá. Do đó nếu mà chúng ta có sai thì anh chị cũng phải chủ động để chúng ta cắt lỗ nếu chúng ta cổ phiếu đi ngược lại với kỳ vọng của chúng ta. Vâng, em xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi với anh Linh với nhận địa điểm mua cho cổ phiếu PC1 cũng như là Liên Việt Postbank. Phần chia sẻ vừa rồi với anh Linh cũng đã là phần cuối cùng của chương trình nhịp độ thị trường ngày hôm nay. Em xin phép được để lại đường link đến với trung tâm tư vấn. Ở đây các anh chị có thể thấy ở trên phần chat, đó là m.me/tuvanvn.direct. Với những câu hỏi chưa được trả lời ngày hôm nay thì các anh chị có thể vui lòng tiếp vào đường link và có thể tương tác với các chuyên gia của trung tâm tư vấn trên đấy để mình có thể được giải đáp những cái thắc mắc cũng như những câu hỏi về những cổ phiếu, cơ hội đầu tư của mình ạ. Trước khi được kết thúc chương trình ngày hôm nay thì em cũng xin phép được chia sẻ về những khóa học hiện tại của VnDirect. Thì ngoài khóa học trực tuyến D-Trade, đó là cái khóa giúp các nhà đầu tư có thể nhận được chứng chỉ Trader Pro, giúp mình có thể nâng cao khả năng giao dịch ra, thì VnDirect hiện tại cũng đã có các khóa học khác. Đó là khóa DGo Life, khóa sẽ giúp các nhà đầu tư hoạch định kế hoạch tài chính cá nhân với mô hình thắt tài sản của VnDirect. Khóa học DGo Destock giúp nhà đầu tư có thể học cách, có thể nghiên cứu và thấu hiểu doanh nghiệp cũng như là tự tin đưa ra những quyết định đầu tư của mình. Ngoài ra đó là khóa nền tảng chứng khoán chuyên nghiệp giúp các nhà đầu tư có thể tự trang bị các kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán và tự tin đưa ra quyết định đầu tư. Cũng như là khóa cuối cùng là khóa DGo Wealth, là giúp các nhà đầu tư có thể trang bị không những kiến thức mà là cả các cái công cụ giúp các nhà đầu tư có thể tự hoạch định kế hoạch quản lý tài chính cá nhân cũng như là tư duy một cách hệ thống trong việc đưa ra quyết định đầu tư của mình. Anh chị có thể dùng điện thoại để quét mã QR code ở bên phải màn hình để có thể tìm hiểu thêm về các khóa học đầu tư của VnDirect ạ. Dạ vâng, một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn anh Linh đã tham gia đồng hành cùng với chương trình nhịp độ thị trường cũng như là các nhà đầu tư quý khách hàng của VnDirect trong chương trình ngày hôm nay. Và em cũng xin cảm ơn các nhà đầu tư quý khách hàng của VnDirect đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.